Cái kỳ nghỉ lễ cũng kết thúc rồi thì hàng nó ùa về kho mình một đống luôn, mọi người thấy không? Bây giờ là chuẩn bị đến cái thời kỳ mà nói là nó mệt não nữa rồi. Thì hả, mình làm như thế này nha, nhiều bạn nói trời nhìn anh làm thấy mê ghê, em cũng muốn làm. Trời, nói thiệt với mọi người luôn, làm ba cái vận chuyển việc nhật này nó mệt lắm mọi người. Mọi người làm đi rồi mọi người sẽ biết. Trời, cực cực kỳ luôn, rồi mỗi ngày nó trả lời hết khách này tới khách kia, đủ thứ vấn đề, đủ thứ cái đủ chuyện để đợi luôn mọi người. Mệt não lắm luôn á. Nhưng mà nói gì nói chứ là tại vì công việc mình thích á cho nên mình cũng cố gắng mình làm sao tốt nhất có thể à. Những bạn nào mà gửi hàng bên mình rồi thì chắc cũng biết ha. Thì bên mình là ngoài đến trực tiếp nhà mọi người lấy hàng luôn á, thì hả là giá bên mình lại rẻ nữa và bên mình đi nhanh nữa, và cộng thêm nữa chắc do mình dễ thương mọi người, cho nên là ai gửi hàng xong hơn hay là cũng gửi lại nữa. Và cũng đâu đó thì mình làm dịch vụ mà, cho nên cũng sẽ có một số bạn hoặc là một số khách thì người ta cũng không có hết dịch vụ bên mình, thì cái này thì mình cũng không phải tránh khỏi, cho mình gửi lời xin lỗi thôi ha, chứ mình cũng không biết nói sao nữa, chứ bên mình cũng cố gắng hết sức rồi. Còn những cái bạn nào mà nhắn tin hỏi là thấy bên anh làm em thích ghê muốn làm ghê á, thì mình cũng chia sẻ luôn, nó cực lắm mọi người ơi. Nhưng mà những bạn nào muốn làm á thì cứ nhắn tin cho mình thì mình chia sẻ cho. Mình thì mình không có tuyển nhân viên, nhưng mà thật sự là nếu bạn nào muốn đồng hành và làm cùng mình thì mình sẵn sàng chia sẻ để mọi người cùng làm cùng có tiền ha. Bạn nào ở Việt Nam hoặc là ở Nhật cũng vậy nữa, nếu mà muốn bán hàng Nhật nè, muốn làm vận chuyển nhiệt Nhật thì cứ nhắn cho mình, thì bên mình luôn hoan nghênh và chào đón mọi người và hướng dẫn cho các bạn làm luôn. Và đặc biệt nữa là bên mình có những cái chính sách ưu đãi dành riêng cho các bạn khi mà các bạn hợp tác làm với mình nha. Mình thì do là mình tự làm cho nên là mình sẽ cố gắng làm sao hỗ trợ tốt nhất cho mọi người luôn, cho nên đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng vui vẻ là cái mà mình hướng tới. Cho nên đó là những bạn nào mà có muốn làm cái này thì suy nghĩ kỹ nghe, làm cực lắm nha mọi người, mệt lắm, trả lời tin nhắn từ sáng tới chiều luôn, ở tối còn ngủ không yên nữa. Anh ơi hàng em tới đâu rồi, anh ơi hàng của em bị vỡ rồi, là mọi người thấy có chuyện rồi đó. Đấy, mà có nhiều khi nha, mình làm tốt nhất có thể rồi mà ship Việt Nam nó làm có vấn đề thì lại có chuyện nữa. Cho nên là bạn nào muốn làm thì suy nghĩ kỹ nha, rồi có gì cứ nhắn mình nha. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình nha.